Tin giáo sứ Lái Thiêu Thánh lễ ban bí tích thêm sức, bao đồng và rước lễ lần đầu tại giáo sứ Lái Thiêu Vào lúc 16 giờ 30 ngày 23 tháng 6 năm 2018, Cộng đoàn giáo sứ Lái Thiêu hân hoan chào đón Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, chủ tế thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 43 em thiếu nhi, cũng như chữ sự nghi thức cho 34 em tuyên hứa bao đồng, 65 em rước lễ lần đầu và 13 em nhận chứng chỉ vô đề. Đức cha Giuse rất vui khi nhìn thấy trẻ em giáo xứ đang lớn lên và trưởng thành trong Chúa qua bề dạy đạo đức của giáo xứ kỳ cựu này. Đức cha khuyên các em sống xứng đáng đến gần với Chúa Giêsu qua việc siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ nhất là viếng thánh thể ngày hôm nay sự đụng chạm thiêng liêng chúa ngự vào hồn các em trong màu áo trắng tinh đơn sơ là một bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời các em thêm sức nhận lấy ấn tín chúa thánh thần làm men muối và ánh sáng cho trần gian cùng các em bao đồng tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép rửa tội giữ những điều mình đã tuyên xưng với các em nhận chứng chỉ vào đời trưởng thành qua những lớp giáo lý hăng say cộng tác với giáo hội làm sáng danh chúa hơn sau bài giảng, cha sở đam Minh Nguyễn Ngọc Minh giới thiệu với đức cha về các em đã học giáo lý chuyên chăm, hội đủ điều kiện để lạnh nhận các bí tích hôm nay. Và giây phút long trọng đã đến, đức cha giuse ban bí tích thêm sức, sức dầu thánh trên trán các em. Cha mẹ đỡ đầu đặt tay trên vai con mình, từ nay sẽ cầu nguyện và hướng theo các em trên vạn nẻo đường đời. Những em bao đồng cài lúc trắng tiến lên cung thánh, quỳ xuống tuyên hứa nhận sách phúc âm do đức cha du Xe trao làm kim chỉ nam cho các em trên suốt hành trình đức tin vài giây phút chúa ngự vào lòng các em trước lễ đã đến các em đi với cha mẹ và người đỡ đầu cùng tiến lên trước mình máu chúa trong ngày thiêng liêng này sau phần hiệp lễ, vị đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ nói lên lời cảm ơn Đức Cha vì tình thương đã đến ban bí tích cho các em thiếu nhi, giáo xứ Lái Thiêu. Vị đại diện cũng cảm ơn cha sở Đa Minh đã mở ra các lớp giáo lý, cũng tri ân quý sơ, anh chị giáo lý viên và các bậc phụ huynh cộng tác trong việc dạy dỗ các em. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha hoan hỷ đón nhận các em giữa cung lòng giáo hội và ban phép lành cho toàn thể anh chị em, cách riêng cho các em lãnh nhận các bí tích thêm niềm tin trong cuộc sống.